MC Quyền Linh cười ngất vì cụ ông U80 tuyên bố không ngủ chung với vợ dù đã kết hôn 55 năm. Nhưng mà ông có nhớ lần đầu tiên ông hôn bà là khi nào không? Ông không bao giờ hôn. Tới giờ luôn hả? Vâng. Không hôn làm sao có con? Chứ có con thì kén. Hiện bây giờ ngủ riêng chứ không ngủ chung. Sao ngủ riêng vậy? Ngủ riêng hai ông bà hai dương rõ ràng. Xuất hiện trong Tình Trăm Năm tập 111, ông Nguyễn Cảnh Thiện 78 tuổi và bà Phan Thị Nhung 73 tuổi khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan vừa ngưỡng mộ nhưng cũng phải xót xa trước chuyện tình của chàng trai mù và cô gái mồ côi. Suốt 55 năm qua, bà chính là ánh sáng của ông. Đi qua bao cay đắng những ngày ăn cơm chan nước lã cũng chưa từng nghĩ đến xa rời nhau. Ông là quê ở đâu không? Yên Thành. Yên Thành, Nghệ An. Vậy là ông bà mới từ Nghệ An bay vào trong Sài Gòn. Đúng rồi. Dạ. Lúc đó ông mà quen bà năm bao nhiêu tuổi ông nhớ không ông? Tôi không quen bà, mẹ tôi đi tìm đó thôi. Lúc đó ông bao nhiêu tuổi? Dạ. Lúc này con chừng 25 bổn gì đó. 24, 25 gì đó. À. Chia sẻ tại chương trình, bà mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, ông cũng không may bị mù từ năm lên 2 tuổi. Hai số phận trắc trở cứ thế nên duyên qua sự tác thành của mẹ ông. Dạ, lúc đó ông còn sáng mắt đúng không? Không, mù từ khi còn nhỏ. À, tức là ông bị mù mắt từ năm bao nhiêu tuổi ông? Từ 2 năm, 2 tuổi. 2 tuổi? Vâng. Là mình bị bệnh hả ông hả? Bị bệnh đầu mùa. Vậy thì năm đó mẹ của ông tìm vợ cho ông đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi lúc đó mẹ là làm sao là gặp được cô hả cô? Cha đi từ khi tôi 5 tuổi đi. Lên bề thì đi lấy chồng người khác, tôi ở với bác này. Không biết mấy cái thời gian dài không thì không biết. Rồi là bỏ nhà ra đi kiếm cơm nuôi sống mình. Dạ. Rồi sau đó mẹ của ông gặp bà hay là nhờ ai làm mai làm mối bà với ông? Mẹ ông đây là đi tìm tôi, biết tôi là con ông cha ông mẹ nữa, rồi là coi như rừng mẹ ông đây đi tìm tôi, rồi mà tôi nói thế này, tôi nói với mẹ tôi thế này, bà là tôi chịu lệnh nó, tôi là tội lắm, cha thì không có, mẹ thì không, ba nói không có cha không có mẹ thì về đừng nổi đi, có cha có mẹ, cha mẹ bay đủ dạy cho tôi có cái công cái việc là biết làm. Mà nồi nổi như rửa đó. Dạ. Ngày thành hôn cũng không có điều kiện mặc áo cưới, đeo nhẫn cưới. Cuộc sống hôn nhân sau đó cũng chìm trong chuỗi ngày nghèo khó. Dù không thấy đường, nhưng ông Thiệm rất thạo nhiều việc. Bà đi cái đi cày, ông ở nhà nuôi heo, bán tạp hóa, vá xong nồi, chăm con, để phụ bà Trang trải qua ngày. Bà có biết là lấy ông về sẽ rất là khó khăn không? Biết, tạp bà nội nổi đó. Tôi nói mình lấy thằng đó đi để đi về đi, đi ổn đau thì ai mang chấm ăn. À. Như tôi không nói viết rửa, tôi nói mẹ tôi ép tôi cho tao lấy được cháy. Như tao thì đờ có nông trang, mẹ đờ có nhọc đấy rồi. Như đứng lấy ông nó nữa mà tao ổn đau là còn chịu trẻ tên, thế nói cơ nữa. Dạ. Dạ. Dù hai ông bà đã có được 6 người con, nhưng ông Thiệm khiến MC Quyền Linh muốn ngã ngửa khi hài hước tiết lộ chuyện bất ngờ. Nhưng mà ông có nhớ lần đầu tiên ông hôn bà là khi nào không? Không bao giờ hôn. Tới giờ luôn hả? Vâng. Không hôn làm sao có con? Chứ có con thì kén. Nhưng mà ông có bị mặc cảm không? Không, không mặc cảm gì hết. Nói thật, anh với chị cười chứ. Hiện bây giờ ngủ riêng chứ không ngủ chung. Sao ngủ riêng vậy? Ngủ riêng hai ông bà hai dương rõ ràng. Sao kỳ vậy? Kỳ lắm. Kỳ rồi đó. Lúc mới cưới về cũng ngủ riêng nữa hả? Vâng. Ngủ riêng là sao có con? Để cò chứ gì cái đường cò đi. Rồi đứng như ta thì chứ tôi có giàu cày kiếm không bao giờ. Không ngủ chung luôn không hả? Không. Cũng sao vậy bà? Thì ông nó ngủ chung riêng thì ông ngủ riêng mà ngủ chung đi ngủ chung có lo chứ những cái chuyện đấy mà. Bà chung ngô thì đuổi ra mà. Bà vào ông đuổi ra hả? Vâng. Nó kỳ ông phải thương bà chứ. Bà qua ngủ chung phải để cho bà ngủ chứ. Thương chứ thương chứ, rồi mà không cho ngủ chung. Sao vậy ông mắc cỡ à? Cái hội kỳ vậy? Nhà nghèo lại đông con, gia đình ông Thiệm và bà Dung trải qua những ngày ăn cơm với muối mè, lấy nước lọc làm canh, một quả trứng chiên với muối cũng ăn được hai bữa tại muối còn không kịp tan. Khó nghèo đến cùng cực lại là trụ cột chính trong gia đình, bà Dung cũng có những phút nản lòng, tuyệt vọng. Bà ơi, có khi nào mình khó khăn quá, mình nghèo quá, rồi cái ông bà xích mích với nhau, rồi giận nhau, rồi cãi nhau không? Có. Kệ chứ còn chứ thật được.
ông nồng tình tới ba, ông nồng tình là hai ông ba là quan chắc. Rồi có khi nào đánh nhau không? Có. Thôi rồi. Ai đánh ai? Không, đánh chưa bao giờ. Ba thế nào chắc. Hai người cãi nhau thì ai nhịn ai? Ông nhịn hay ba nhịn? Ông ba thì cũng được, tôi nhìn chứ ông nhìn đâu đó. Ông ba bị ông biết cái phần ông rồi ông phải nhìn. Ông phải nhìn nữa. Ừ. Bà lớn tiếng dữ không? Thì được chứ không nên nổi. Có bao giờ mà bà lớn tiếng quá ông buồn không? Ba lớn tiếng quá thì ba nọn tác đồ minh bồng đi. Bà còn có khi nào bà buồn quá, khổ quá rồi bà có chứ, ba là... khóc chứ. Bà khóc nhiều chứ. Dạ. Lúc ông biết bà khóc không? Biết chứ không biết. Rồi ông động viên dỗ dành bà như thế nào? Không bao giờ. Không bao giờ luôn? Không. Ông không dỗ bà rồi lỡ bà bỏ đi luôn thì sao? Thì ba bỏ đi, ba mặc kệ ba. Trời. Ba đi ra thăm ba về. Rồi mất vợ rồi sao? Đi mất vợ nữa thì kiếm vợ khác. Đi mất vợ nữa thì kiếm vợ khác. Trời ơi. Bà có khi nào bà buồn quá rồi bà bỏ đi không bà? Tôi là cũng lần bỏ đi cho nó, cho lươi sau rồi. Bỏ đi ra thì con mình lột trầm bay đó điên được. Thì tôi với con ở chứ. Ôi chứ con đúng rồi, cũng có nghĩ bỏ đi rồi. Ừ. Không hiểu tại sao có thể nuôi được 5 người con được. Thật ra con cũng không biết tại sao mà có thể nuôi được 5 người con luôn đó. Đi vay anh à, đi vay đi. Vay thuộc rất là ruột, ruột lắm canh đi vay rồi chứ. Tức là lúc nào cũng nợ nần hả? Khi mà nó mở cẩn lời nật. Dạ. Mình thì đi tới lì đóng cho vài đường gạo gửi về thì kia đó mà nuôi cháu. Vậy cái nợ vay đi anh này. Vay một tà. Đến tháng năm gắt về là trả một tà. À trả hai tà. Vay nó nón tức là vay dư này. Tháng năm là trả. Thì lũ non á. Vậy. Vay tà trả hai tà. Đó. Tính là rửa. Mà ai nỡ lòng nào lấy vay của tạ cho hai tạ, lấy hai tạ của ông? Có. Có không chứ, có chứ. Khi mà tôi có con mới đi là vay người ta là trả hai tạ. Trong cái nghèo khó mới hiểu tình yêu, tình thương gia đình lớn và bao la nhường nào. Sau 55 năm, ông bà cũng có cuộc sống viên mãn bên 5 người con, do một người đã mất, 8 cháu nội, 4 cháu ngoại, 3 đứa chắc. Tới đây, MC Quyền Linh và Ngọc Lan cũng thở phào nhẹ nhõm vì cái kết hạnh phúc của ông bà. Khi MC Quyền Linh xúi ông hôn bà một cái, ông mắc cỡ, ngại ngùng nói không khiến ai cũng bật cười. Chuyện tình của ông bà đã tiếp lửa niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu, chạm đến trái tim hàng ngàn khán giả. Bạn cảm nhận thế nào về câu chuyện của cụ ông và cụ bà này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Đừng quên ấn đăng ký kênh Xin Chào TV để xem các chương trình giải trí hot nhất mỗi ngày.